Xin mời khán giả giới thiệu về mình và không biết là ngày hôm nay thì khán giả đang quan tâm đến lĩnh vực nào? Vâng, xin được chào khán giả. Xin mời khán giả đặt câu hỏi cho các vị chuyên gia tại trường quay của chúng tôi. Vâng, tức là bò của gia đình nhà khán giả thì khoảng 5 đến 10 tháng bị đi ngoài thì hiện nay là đã khắc phục được rồi, nhưng mà có hiện tượng nghiến răng đúng không ạ? Không biết là bò của gia đình anh thì... Vâng, chảy rãi. Nó có sốt không ạ? Sốt nhẹ ạ? Vâng. Xin mời chuyên gia Phạm Ngọc Thạch ạ. Tôi thì thực ra tôi chả nghe thấy gì, thỉnh thoảng được một câu này thì mà tai này tai điếc cho nên là chả nghe cái gì của anh cả. Vâng, với cái câu hỏi của anh thì tôi nói rồi là chưa nghe được liên tục và chưa hoàn chỉnh, nhưng mà với cái hiện tượng đấy thì theo chúng tôi là do mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là hiện nay trong cái điều kiện mà khí hậu thì hiện nay và thì bò thường đang là có cái hiện tượng là bị cúm nha. Thứ nhất là đấy là cái bệnh thứ nhất, và thứ hai và đang cũng có cái dịch lở mồm long móng xảy ra, không những đối với trâu bò cả đối với lợn ở hầu hết tất cả các nơi. Do đi qua cái hiện tượng đấy thì theo chúng tôi là con bò của nhà anh bị mắc cúm và sau đó là có cái phát cái lở mồm long móng. Vì vậy để khắc phục cái hiện tượng này tốt nhất là anh phải tách riêng con bò đó ra, và thứ hai là phải cố định ở lại ở nhà chứ không được đi chăn rát. Nếu đi chăn rát thì đây là một cái điều kiện mà để lây lan dịch bệnh, thì đây là vấn đề anh cần lưu ý. Và phải nhốt vào trong chuồng chứ tránh là nắng tác động hoặc là mưa gió tác động đối với con bò sẽ xem ảnh hưởng rất lớn tới cái toàn thân của con bò. Thì đây là cái thứ nhất. Thứ hai là phải dùng thuốc sát trùng tẩy uế ngay cái khu vực mà chúng ta anh nhốt con bò đó và cả các khu vực xung quanh, cứ một ngày một lần và liên tục 2 tuần liền. Thì đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là trong trường hợp này là chủ yếu là dùng thuốc để nâng cao sức đề kháng và tăng cường giải độc, đồng thời là thuốc kháng sinh để điều trị cái bệnh kia phát. Thì cụ thể như anh dùng như thế này, anh dùng nước lá chầu không sắc đặc, anh rửa sạch cái vùng miệng nha, rửa sạch vùng miệng tức là cái vùng mà nó bị chảy nước dãi và có hiện tượng loét mà anh nói là nó bị lở mồm đấy. Sau đó là anh dùng quả chanh anh chà sát lên cái vùng miệng mà có cái sự tổn thương, chà sát ngày 2 lần, sáng 1 lần và chiều 1 lần. Thì đấy là vấn đề thứ hai. Và sau khi chà sát cái nước chanh hoặc là nước khế, nhưng mà hiện nay chanh chúng ta thấy rất nhiều thì nó tiện hơn, thì anh dùng iốt đin anh bôi vào cái vùng miệng mà có cái hiện tượng lở loét và cái hiện tượng mà chảy nước dãi. Thì đấy là cái bước xử lý cái ngoài da. Và thứ hai là dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng. Thì anh dùng vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine, anh tiêm cho bò ngày 2 lần. Thứ ba là trong trường hợp này bắt buộc anh phải mời cán bộ thú y thì bò mới khỏi nhanh. Đó là anh dùng dung dịch đường gluco 10%. Thì dung dịch này đối với thú y thường là không có, mà anh phải đến cái hiệu thuốc nhân y đấy, là người ta bán rất nhiều. Đó là dung dịch gluco 10%. Mỗi một ngày anh truyền vào tĩnh mạch cổ của con bò đấy là 1 lít, tức là mỗi một chai là 500 ml, anh phải mua 2 chai truyền ngày 1 lần và 1 lần là 2 cái chai đó truyền chậm vào tĩnh mạch, thì nó có tác dụng nâng cao sức đề kháng, bồi bổ và giải độc rất là nhanh và hồi phục bò rất là nhanh. Thì đây là cái bước thứ ba. Bước thứ tư là anh sử dụng kháng sinh để điều trị cái bệnh kia phát hoặc là bội nhiễm. Thì anh dùng A mốc LA hoặc là Genta mốc LA anh tiêm buổi sáng, còn buổi chiều thì anh dùng những chế phẩm có Septifur, ví dụ như là Sep 5.0 hoặc BioSep hoặc Sep Kép 7510 hoặc là Septi 1000. Đấy, một trong các loại mà chế phẩm Sep đó anh tiêm liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và với cái phác đồ trên anh điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên con bò như anh mô tả. Chúc anh xử lý thành công. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Phạm Ngọc Thạch với những tư vấn chi tiết vừa rồi và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả.